Ai mà thèm ăn dồi sụn với cả thịt nướng thì nhất định không được bỏ qua video này nhá. Sau một hồi đi lòng vòng thì cuối cùng mình cũng tìm được đến 167 Lạc Yên, quán dồi sụn nướng Hà Nguyệt. Nhìn qua thì quán khá là sạch sẽ, có không gian ngồi ở bên trong nhưng mà hơi nhỏ một chút. Quầy nướng thì để ở ngay trước cửa, khói lúc nào cũng nghi ngút bởi vì là khách cứ lườm lượp ấy. Rồi ở đây thì khá là mập nha, bề ngoài thì căng tròn, nướng xém đều. Trong này thì có thịt nạc xay này, sụn và rau thơm, thế nên là cắn một miếng là vị thơm sực lên rất mê luôn. Lớp vỏ dai, nhân bên trong thì được trộn đều nạc và sụn cân bằng nên là ăn không bị ngấy. Chấm thêm một ít nước sốt cay ngọt của quán thì đảm bảo ăn rất vào luôn. Còn đây là 10 thịt xiên nướng của mình. Thịt xiên vàng đều, hơi xém cạnh, trông khá là chặt và đầy đặn. Thịt ăn thì mềm nhưng mà ít mỡ nên là cảm giác hơi khô. Cá nhân mình thì thấy thịt xiên ở đây không quá nổi bật nhưng mà vẫn ở mức ăn ổn. Mình thì mong là thịt xiên ở đây có nhiều mỡ hơn một chút nữa. Xiên ở đây thì đồng giá 10.000, đây là một mức giá khá là hợp lý, mọi người có thể đến thử nhé.